Hi, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn thấy mình đứng, mình ngồi bu tre, các bạn có biết gì không? Bây giờ là mình đang sắn mấy cái mục măng tre nè, để làm ẩm thực lúc Covid nha các bạn. Ở không mà rảnh rỗi, rồi mình sẽ làm một cái clip này đưa lên trên kênh của mình cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn có nghe bún măng vịt chưa? Rồi mình sẽ làm cái clip này ha. Tức là nhiều công đoạn lắm nha. Măng này của em nhiều quá. Rồi, các bạn thấy không? Đây, một măng nhỏ này. Hai mục, ba mục. Quá nhiều. Đây, một này cũng chặt được luôn này. Nhiều quá ta. Bên kia cũng có luôn. Nhiều quá, mình phải phơi khô luôn các bạn. Mình làm măng tre như ở ngoài vùng Tây Bắc á, mình cũng thấy người ta làm được. Cái mục này già, chặt luôn. Già luôn rồi. Tại vì mình làm măng khô thôi. Mấy cái này quất luôn. Một cái. Bự chà bá lửa luôn nè. Ngon luôn nha. Mục này là cỡ này là vừa nhất nè nha các bạn. Cỡ này là ngon, mục này ngon. Nhưng những cái mục mà già già rồi á thì nó không ngon. Tại vì thôi lỡ rồi mình cũng phải làm luôn. Mục này còn non lắm. Mà cũng chặt luôn đi. Thôi ngày mai ngày mốt cái mình bỏ quên cái là nó ăn dừa đó. Cái này cho thẳng đi ngày mai ăn mới được. Ngày mai ngày mốt. Lẻ lắm. Thấy vậy chứ lẻ lắm. Nó ăn một cỡ này ngon nhất. Còn nhiều lắm nè. Mà nó còn nhỏ nhỏ. Chắc khoảng tuần sau, 4-5 ngày sau nó làm một đợt nữa. Một này nhỏ, một này ngon, ngon dữ ạ. Một hồ một kề không mạch xong các bạn. Trồng tre đó các bạn, muốn lấy măng á thì mình phải dọn sạch gốc này các bạn nó mới lên măng chứ. Các bạn để u tù hết trơn á là nó không có lên. Thì mấy năm trước cái mùi này của mình để bùm xùm cái nó không có măng. Rồi bây giờ được một mớ nè, mà mình ăn cũng nhiều lắm rồi. Từ thời mùa mưa tới bây giờ là măng lên rất nhiều nha các bạn. Măng tre này thì vào mùa mưa mới có. Rồi các bạn thấy mình nè, thu hoạch được bao nhiêu đây? Một giỏ luôn. Đó, nhiều lắm. Bà xã bà gọt đồ xong xuôi trơn nè. Một giỏ luôn. Rồi bắt đầu vô sắc ra phơi. Phơi phải khoảng là cỡ 2-3 nắng, mà nắng phải tốt nha mới khô được. Mình không dám để cho nó ẩm ẩm sợ nó bị mốc. Thành ra cái clip này mình quay vậy chứ nhiều khi vài ba ngày sau mình có thể mình mới up lên được. Vậy thôi ha. Từ từ đi. Vậy thì nó phơi hơi lâu khô. Giờ tới đây luôn rồi. Bây giờ mình đem đi phơi thôi. Phơi dày nắng mới được nha. Chắc có khoảng 3 nắng nữa không ạ. Cái này mình sắc hơi bị dày nữa.
Tiếp tục. Hôm trước mình sắn măng rồi các bạn. Kệ, lâu lâu up cái clip cho hâm nóng kênh YouTube mình lại ha. Với món ẩm thực vịt nấu bún măng. Cái món này ở trên thị trường cũng nhiều lắm nha. Mỗi người nấu mỗi cách. Vịt cho các bạn, các bạn phải rửa bằng rượu lại nữa. Rửa rượu cho nó không hôi lông. Có người ta kỹ, người ta nấu tới nước gừng luôn ha nha. Rồi cái rửa lại cho nó không hôi. Mà con vịt á, lại người ta thích cái gì cũng có gừng trong đó. Vịt có gừng, rồi vịt chấm nước mắm gừng. Cháo vịt là phải có nước mắm gừng. Mà cái bún măng này cũng phải có nước mắm gừng nữa nè. Nấu miếng xôi, ngâm măng khô. Ngộ nha các bạn. Vịt mà nấu bún măng á, là phải nấu măng khô. Vậy mà sao nó hợp với khẩu vị nha. Mình cũng không hiểu. Nó nghe cái mùi măng khô nó có mùi riêng của nó nữa nha các bạn. Mà măng tươi thì nó có cái mùi riêng của măng tươi. Hôm trước mình cũng phơi cũng cỡ khoảng 3 nắng rồi đó mới được. Của mình á, măng của mình á, mình sắc nó mỏng hơn chút xíu vừa ăn. Mà các bạn thấy không? Thật sự là mình có bụi tre ăn hết, mình làm gì đó. Chắc bao nhiêu đầy đủ rồi đó. À, nấu miếng nóng ngâm cho lẹ. Nửa con vịt thôi mà thấy cũng nhiều ghê ta. Một nồi. Các bạn thấy không? Thịt không luôn ha. Nước anh thấy ít rồi em ơi. Một nồi luôn thấy không? Chất lượng luôn nha, chứ không thấy chuyện giỡn đâu. Con vịt này nó hơi to. Cái này mà mông chánh này mà bỏ không... không bỏ vô mà không quay là ta nói ủa măng đâu mà mày không bỏ vô. Đầu nhiều em được đó. Hết đi. Nước hơi ít. Tí nước đi. Bún măng này của vùng miền nào ta? Mình chưa biết nha. Sài Gòn. Chắc này của Sài Gòn. Sài Gòn nhiều quá. Ăn Sài Gòn. Mình chưa biết cái bún măng này của vùng miền nào. Mà có rau muống nè, có chuối nè. Bún măng vịt. Thì... Bún á thì mình ăn bún tươi, nhưng mà ở miền Hoàng ta miếng. Giờ mình ăn lai. Mình ăn lai. Miếng luôn. Không mà miếng ngon hơn tại vì cộng miếng dai. Các bạn thấy hai chồng mình đồng không? À, đồng vợ đồng chồng tác biển đông. Biết chừng nào cạn thôi. Không biết nào cạn luôn.
Sắc hết cái chú đó không? Không, hết cái này luôn. Cái, hai cái không? Không, cái này ăn thì nào gánh sắc nữa. Cái này đủ hai chồng luôn. Là nhiều ghê nè anh nè. Thấy không? Rồi anh ra ngoài chợ hai chồng ăn có tới như đây nè. Hai tô, hai chút chứ. Tại bánh chú mắc mà, tại đâu có cho nhiều. Để mình ra ngoài, chỗ này mình mới trồng đám rau răm nè. Rồi, đây, đám rau răm của mình. Cắt mớ. Bún bò này có rau răm ăn mới ngon nha các bạn. Mà mới dâm thành ra cũng tiết tiết. À, hà tiện, hà tiện. Cắt ít thôi, vừa đồ ăn thôi nha các bạn. Rồi chín rồi. Ôi ơi, nghe thơm quá. Ngon quá. Đói bụng lắm. Rau vá, rau muống, cho lửa nó to đây. Xong. Dạ. Trời, nước chấm với thịt vịt chưa có. Các bạn dùm thấy hấp dẫn chưa? Chưa có thịt vịt đó nghe. Người ta bán ấy, thì người ta xách cái một lớp thịt vịt nằm trên đấy các bạn. Có hấp dẫn lắm. Rồi, để xuống đây trước đây. Đã hoàn thành, đã hoàn thành. Mời các bạn. Ui, các bạn thấy hấp dẫn không? Chắc ngon lắm đây, để mình thử chụp bạn xem nhé. Trời ơi, quá ngon. Mùi thơm là bốc mùi nha các bạn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Rồi bắt đầu bây giờ mình review ẩm thực bún măng vịt. Bạn thấy ngon. Đây cũng ăn nè. Khoan. Rau răm các bạn. Nhắc bỏ vô. Ít thôi nha. Nó có mùi thôi, thơm thơm thoảng thoảng thôi. Thử một miếng nước trước nha. Ăn bỏ xương nha. Thử cho bà xã nhìn miếng làm sao nha. Wow, đã quá. Ôi. Ngon. Nó có một miếng gừng vô nữa nha. Ra. Ngon quá các bạn. Đây, công ăn khô nè các bạn. Nó dài các bạn. Dài hơn. Dài hơn còn măng tươi á. Ý là nhai đứt không á. Đứt không? Đứt chứ, mình có răng mà. À, uống rượu gà. Rồi. Các bạn biết cái gì không? Rượu nếp thang, rượu gà á. Các bạn có thử chưa? Mình có, nhà mình có làm cái này nữa các bạn. Nếp này nếp thang nha. Chứ không phải nếp trắng của mình, thành ra nó ra cái màu này, các bạn đừng tưởng là đậu đỏ nha.
uống cái này tốt các bạn, nó là con men tiêu hóa cho cái bao tử của mình đó. Các bạn ăn mà cảm thấy nó không tiêu được, các bạn làm chừng bao nhiêu đây, bỏ đá vô ướp lạnh á. Rượu này là nữ uống rất ngon luôn nha, rất thích, vừa khẩu vị cho nữ uống lắm. Nó có cái vị là ngọt, tại vì nó bằng nếp rồi mình xay ra, rồi có bỏ đường vô trong này nữa, nó ngọt lắm, uống mát. Rồi mình cũng mời với các bạn ly rượu nếp thang. Ngon tuyệt, ngon tuyệt. Làm cục thịt vịt coi nè. Chấm miếng nước mắm gừng nè. Thịt vịt mà ăn là không thể thiếu nước mắm gừng. Đây, mình cũng mời với các bạn nè. Cục này cục thịt không nha, nó hơi nhỏ. Dịch tàu răng đó các bạn. Nó ít mỡ, thịt nhiều. Nó tự tựa như con vịt xiêm vậy. Ăn cũng ngon. Ngon lắm. Mình mới nãy chưa review hết cái cọng măng này cho các bạn nghe. Nói thật sự sự các bạn, nó không bằng cái cọng măng tươi đâu. Chẳng qua là mình ăn hết, mình phơi khô mình để dành. Nhưng mà con vịt á, nấu măng, nấu bún măng này thì người ta nấu bằng cọng măng khô. Cọng măng khô này có một cái hương nó khác với cọng măng tươi mà. Nó có cái mùi làm như cái mùi nắng vậy đó. Nó khác khác, thành ra nấu vậy nó phù hợp với con vịt. Chứ còn bà, các bạn mà đem cọng măng tươi lên ra nấu ha, nó không phải, nó không có giống. Rồi mình mời với các bạn tiếp nè. Nó dai hơn cọng măng tươi lắm. Nó ngon là nhờ đó, thấm cái nước thịt vịt này vô, ngon thôi. Chứ nó dai nhất à. Nó chỉ có mùi khác cọng măng tươi mình. Ngon. Hôm nay mùa dịch mình cũng làm một cái clip này để hâm nóng cái kênh của mình hết các bạn. Rồi các bạn có thích các bạn nhớ ủng hộ cho mình một like và subscribe kênh của mình nữa nha. Rồi mình cũng xin chào tạm biệt với các bạn ở đây thôi. Tới giờ mình ăn rồi, ăn cho hết đã. Rồi xin tạm biệt.